thầy trình bày. Vâng, bây giờ về móng nông thì tôi không đi sâu nữa. Dạ vâng. Tức là móng nông là có móng đơn, móng băng giao nhau và móng bè. Móng bè, vâng. Nội dung của nó là phải đưa ra này xuống thấp. Rồi. Đổ đất lên trên. Rồi. Đổ đất thì ta phải đào hố này, ta làm móng cái đổ đất. Rồi. Nhưng mà bây giờ đã có một cái giải pháp là không phải đào gì cả, ấn cái phễu này xuống thì nó gọi là vì tốc bền. Rồi, và đây rồi, là rồi. Cái đào, cái đồng góp của Việt Nam cho thế giới. Là ngược lại của cái. Ờ, đấy, đấy. Rồi. Nhiều khi ngược lại là đúng. Dạ. Hóa ra cái kia là sau này nghĩ là nó đúng. Dạ. Hóa ra nó ngược. Và thế này mới là đúng đấy. Và đấy. Thế thì bây giờ ta sẽ đi nhiều hơn vào móng sâu. Móng sâu. Và hoặc là móng gọi là móng kết hợp. Dạ. Tại sao 10 tầng, 15 tầng, 25 tầng rồi lại phải dùng móng kết hợp? Bởi vì lúc cái móng đông nó không đủ chịu nữa. Dạ. Cái tải trọng nó rất lớn. Và mà bây giờ đất không có đất tốt nữa. Giờ giả sử thì nếu ta làm ở trên Vĩnh Phúc hay Bình Dương, đất rất tốt, đất đồi thì vẫn có thể làm được. Cái này nó chỉ nói chung thôi nhé. Dạ. Nếu ở trên Vĩnh Phúc ấy, thậm chí 15 tầng vẫn không cần cọc. Thế tôi sẽ chứng minh. Dạ. Và tôi rất mong muốn hôm nào chúng ta sẽ lên chỗ Việt Trì và để xem cái nhà đó. Chúng ta sẽ làm một series đấy. Và người ta đang thiết kế là 30 mấy cọc con nhồi. Số 34 mét. Và nhưng cuối cùng đổi ra thành có 8 cái cọc ngắn, chỉ sâu có 3 mét thôi. Và rất tốt. Trước khi đi nói vào cái kết hợp ấy thì thầy nói thực trạng hiện nay những cái nhà mà 10 đến 15 tầng ấy, thì họ đang dùng cái giải pháp gì phổ biến? Đây, nếu một cái nhà 10, 15 tầng thì nó kinh khủng lắm. Đây, ví dụ cái nhà 10, 15 tầng. Vâng. Thì trong lúc ấy là cái mặt bằng nó sẽ rất lớn rồi. Dạ. Cái chiều này nó ví dụ 50 mét. Vâng. Đó. Chiều này 100 mét, ví dụ vâng. Thế nhá. Rồi. Đấy. Thế thì người ta sẽ chia lưới cột thế này này. Vâng. Theo cái chiều 100 mét này. Dạ. Người nào dũng cảm lắm ấy thì mới dám chia 7, 8 đoạn thôi. Dạ. Còn chia 10, 12 đoạn là bình thường. Vâng. Đấy. Đấy. Như vậy là mỗi cái đoạn này nó cách nhau phải độ 10 mét. Vâng. Dạ, 10 mét. Dạ. Theo phương này cũng thế. Đây, như vậy đây gọi cái này gọi là cái lưới cột. Lưới cột. Đấy. Vâng. Lưới cột càng thưa thì càng đắt, đúng không? Vâng. Càng chi phí rất nhiều. Đấy. Bây giờ tôi mới nói là một chân cột này thôi. Vâng. Nếu cái nhà này là đây, cái lưới cột nhà 10 mét. Như vậy một cái ô này này, một cái cột này, vâng, nó phụ trách cái này là 100 mét vuông. Vâng. Đúng rồi. Đúng không? 100 mét vuông. Vâng. Đấy. Và nó nhân với 15 tầng. Vâng. 15 tầng. Thế nó bằng 1500 mét vuông. Đúng không? Đúng rồi. 1500 mét vuông. Cũng tương tự như 1500 tấn. Đây là làm rất giỏi. Dạ. Còn nếu là cô giỏi nhé, nó lên 2000. Đúng rồi. Lên 2000 tấn. Dạ. Như vậy với cái tải trọng 1500 tấn này mà đất bây giờ lại chỉ có 1 kg thôi, tốt rồi đấy. 1 kg chia sang cm vuông. Tức là 1 cm vuông chịu được có 1. Tức là 1 mét vuông chịu được 10 tấn. Dạ. Như vậy cái móng này phải to bao nhiêu? 1500 mà chia cho 10. 150 mét vuông. 150 mét vuông. Như vậy cái móng to bằng bao nhiêu? 12 x 12 mới 144. Quá to. Thế thì nó kín hết rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Thế nó trở thành cái bè, dạ, đúng không? Đúng rồi. Và đấy là mới nói về cường độ, về khả năng chịu tải. Dạ. Còn cái độ lún của nó, nếu là rất là yếu, nó sẽ lún nhiều cm. Vâng. Trong khi đó tiêu chuẩn hiện nay đang quy định là 8 cm cho đến 12 cm thôi. Trong giới hạn đấy. Vâng. Trong khi đó nếu như cái nhà này này, một chiều 100 mét, một chiều 50 mét này, và mỗi cái cột này nó chịu 1500 tấn này, và dưới này nó rất yếu, thì nó lún 5-70 cm, chứ nó vượt quá cái chuẩn rất lâu rồi. Dạ. Đấy. Nhưng trong trường hợp này sẽ phải đưa móng cọc vào. Vâng. Đưa cọc vào đây. Đây tôi vẽ cắt ngang đây. Đây tôi vẽ cắt ngang. Vâng. Đây là cái móng bè cả. Đây là những cái cột. Đây là những cái cột. Thì dưới cột này này vâng, sẽ là chi chít cọc ở dưới này. Vâng. Đấy, tại 1500 tấn này, mỗi cọc chịu có 100 tấn thôi. Vâng. Cọc, thế phải là anh bỏ đi 15 cái. Và như đấy vừa nói, hai cọc đứng cạnh nhau ấy, thì cái sức chịu tải ở giữa nó bị khai thác một lần rồi. Vâng. Nó bé đi, 15 cái cọc hệ số nó chỉ còn nửa rồi. Như vậy mỗi cọc nó chỉ còn 5, sức chịu tải tính toán được 100 tấn, nhưng chỉ được khai thác 50 tấn. 50 tấn mà lấy 1500 tấn chia cho 50 tấn nó ra 30 cọc. 30 cọc. Đấy, cái quá nhiều. Của vâng, của anh Lương ấy. Vâng. Là điều gì đang diễn ra hiện nay? Diễn ra hiện nay. Là dưới mỗi chân cột này cả một bãi cọc. Rồi. Tốn rất nhiều tiền vào đây. Rồi. Và cái hạ cọc rất là phức tạp. Người ta trồng cái ảnh kia. Dạ. Đấy. Cọc chi chít như vậy. Và đây chưa phải là nhà đâu. Đây là một con đường. Con đường trên cao. Dạ. Nó có một tầng. Dạ. Nó so với nhà nó chỉ là một tầng. Dạ. Mà nó cọc chi chít thôi. Dạ. Những cái này thì người ta không dám dùng những cái loại cọc bé này nữa. Dạ. Người ta phải dùng cọc nhồi đường kính mét rưỡi 2 mét. Dạ. Để mỗi cọc nó chịu 1000 tấn. Đấy. 1000 tấn một cọc. Rất nhiều tiền nhưng vẫn phải dùng hai cái. Vâng. Chứ dùng cái cũng đủ. Dạ. Đấy, thế cái thực trạng hiện nay là chúng ta đang lạm dụng cọc chính là bởi vì là từng cái cọc này cái hệ số an toàn nó rất cao
và lại đưa vào nhóm ấy, thì nó mất cái vùng đất đã được đi khai thác đi rồi, dạ. Dẫn đến là số lượng dưới chân cột là rất lớn. Dạ. Thế còn nếu bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều hơn thì chúng tôi vẫn làm cái bè, dạ. Là ta để cái bè nó chịu một phần, dạ. Thế thì tôi vẽ hai nửa ra. Này, bây giờ cái móng thông minh sẽ là móng như này. Đây là cái móng bè. Bây giờ thường chúng ta sẽ gặp trường hợp này vì chúng ta có tầng hầm. Thế thì đây là cái bè. Dạ. Cái bè này nó dày bét là 80 cm. Dạ. Cho thậm chí là đến 2 m, dạ. 200 cm. Đấy, ok. Thế đây là những cái cột. Đây là những cái cột chúng ta sẽ ném xuống. Dạ. Thế thì tại sao chúng ta không bắt cái bè làm việc? Đúng rồi. Chúng ta đào đất, chúng ta hút khô móng, chúng ta thi công được cái bè này rồi. Dạ. Tự nó có sức tải. Thế nếu theo cái lý thuyết là cọc chịu 100% thì nó là cái câu chuyện này, bỏ qua sức chịu tải của bè, dạ. Thì bắt cọc chịu hết cho thành cái bãi cọc, dạ. Nhá. Nhưng bây giờ ta bắt cái cọc phải chịu trước, bắt cái bè này chịu trước, tôi có thể đưa vào đây cái cọc. Đấy, đưa đây cái cọc, nhưng mà tôi lại để cái đồ cọc nó rỗng, đồ cọc nó đang rỗng, đấy, rỗng. Nó làm rỗng tí là nói xong, dạ. Đấy. Thế thì bây giờ khi tải trọng nó chất lên đây này thì cái móng nông này nó lún và cái phản lực nền này nó được huy động rất cao, dạ. Đấy. Thế như vậy là nếu mà ta huy động được phản lực nền này thì dẫn tới là cái nền nó chịu rất tốt, dạ. Đấy. Có một cái ví dụ là như này, một học giả rất nổi tiếng của Việt Nam tầm, dạ. Quốc tế, dạ. Anh ấy đưa một cái ví dụ là một cái móng bè rộng 40 x 40 m nhá, rồi nếu mà cho phép cái này lún, cho phép cái này lún, lún 4 cm, cái này lún 4 cm, và 4 cm là rất bé so với 8 x 12, đúng không? Rất bé. Thì chỉ cần có 10 cọc, yeah. Đấy. Rồi. Mỗi cọc chịu 150 tấn, và giảm đi rất nhiều. Đây là 4 cm, cho phép lún như này, lún. Thì với cái bè này chỉ có 10 cọc, và vẫn cái bây giờ vẫn cái bè này, vâng. Nhưng độ lún tôi chỉ cho 2 cm thôi, à. Thì nó lên 32 cọc, rồi. Và có một ông là rất là cực đoan, bảo tôi không thiếu tiền, vâng. Không được lún cm nào hết, vâng. Không cm thì kết quả tính ra đây là 160 cọc. Đấy. Thì ông nhiều tiền mà, vâng. Cứ chung đi, rồi. Nhưng cái này có giải quyết vấn đề gì không, vâng. 0 cm hay 4 cm đều như nhau về mặt sử dụng. Thế tại sao lại không dùng có 10 cọc? 10 cọc thì thi công một cái tròn 10 ngày xong. Đúng. Có cái này không thi công 5 tháng. Đúng rồi. Người ta xong từ lâu rồi ông vẫn đang làm, đúng không? Đấy. Rất ông đừng cạnh cũng có nhiều tiền. Vâng. Hiểu biết mới là quan trọng. Đúng. Đúng không? Cái này thì nếu ai quan tâm, vâng. Xin gửi câu hỏi đến anh Lương, chúng tôi sẽ gửi cái cả nguyên cả cái bài báo và cái ví dụ này. Dạ vâng. Để cho mọi người xem. Chứng đấy. Vâng. Cái này chúng ta phải đưa vào trong đầu chúng ta cái này. Đúng rồi. Cho cái nền nó lún một chút thì chúng ta có mất có 10 cọc. Tiết kiệm mà. Lún ít quá thì nó tăng gấp 3 lần. Mà không cho lún thì gấp 5 lần. 5 lần. Tiền tăng gấp 5 lần, thời gian tăng hơn 5 lần. Đúng. Mà cũng không giải quyết được vấn đề gì khác nhau cả. Đấy, thế thì cái quan trọng hãy trở thành người đầu tư thông minh ấy, là chỗ chúng ta có cái hiểu biết rộng. Hiểu biết. Không cần quá sâu. Sâu để có chuyên gia làm. Rộng. Rộng. Tức là chúng ta biết nhiều thứ và trong cái phạm vi chúng ta lựa chọn để chúng ta luôn luôn tiến được cái tốt nhất. Còn trước khi tiến cái thứ nhất, chúng ta phải chọn 2-3 phương án. Đúng. Và chúng ta lấy sự tư vấn của 3-4 nhà tư vấn giỏi nhất. Đúng rồi. Thì giả sử chúng ta phải trả tiền cho các nhà chuyên gia ấy, và vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí thật. Đây, mỗi chân cột là 10-15 cái cọc. Đáng lên xuống 10 cọc, 160 cọc. Mỗi cọc này là cả tỷ. Đã. Những cọc lớn này, rất lớn, rất tiền. Rất tốn kém. Mà nó hạ, nó giảm như thế này. Và cái này đang bắt đầu diễn ra ở Việt Nam rồi. Đã. Nhưng mà với những cái chủ tư thật sự thông minh. Thế còn như chúng ta rất mong muốn là có nhiều người biết hơn nữa, dạ. Cho nên sẽ đứng vào cái danh sách những nhà đầu tư thông minh, dạ. Và để biết sử dụng những cái sản phẩm thông minh, dạ. Tức là vừa rồi là thầy đã lấy hai cái ví dụ rất là thực tế. Một trường hợp là chỉ biết là dùng cọc thôi, dạ. Đấy, một trường hợp là chúng ta kết hợp với cái móng bè chỉ và cọc vàng, dạ. Đấy, thì nó đã cầu hưu rất là nhiều rồi. Giả sử như nếu cái phương án này là móng bè cọc và không lún đi, dạ. Là 160 cọc thì rồi. Với phương án này, ừ. Chỉ cọc không và không cho lún thì theo thầy tương tự nhau đấy, giống nhau đấy, giống nhau chính là nó à. Nhưng mà cái này tôi đưa ra là không cơ sở, còn cái này tôi đưa ra là có một học giả nổi tiếng nhất của Việt Nam, à. Anh ấy đang là chủ tịch hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình của Việt Nam,
tiến sĩ Phùng Đức Long. Đấy, đây thì chính em viết thế nào. Cho nên là chúng ta có thể thoải mái để nói chuyện. Như vừa rồi thì thầy có chia sẻ là chỉ cần chúng ta hiểu biết rộng. Hiểu biết rộng tức là gì? Là chúng ta có nhiều cái lựa chọn, nhiều phương án, không chỉ nhiều có phương án, nhiều phương án chứ không chỉ có mỗi là cái phương án. Có buộc cũng mỗi kiểu, mỗi cặp thôi. Thì hiện nay đa phần mọi người ấy là từ trước tới giờ cứ làm nhà mà cao tầng là cứ nghĩ đến cọc đầu tiên, chưa cả cao tầng 3-4 tầng là thấy đất yếu là cứ nghĩ đến cọc. Rồi thì mấy ông sinh viên mới ra trường chưa được tập luyện, phải nói thật là cái tâm nó cũng chưa tốt lắm, thì là cứ vẽ rất nhiều cọc để cho yên tâm. Thế còn các em sau này nghĩ lại các em cũng sẽ tự thấy xấu hổ đấy, như thế là mình đang làm không đúng. Vâng, đấy thì đấy lý do tại sao mà chúng tôi làm những cái talk show này để chỉ ra cái thực trạng và đưa ra cái hiểu biết rộng cho mọi người. Còn nếu trước khi mọi người làm nhà thì mọi người sẽ có cái hiểu biết này và chúng ta sẽ nhờ nhiều đơn vị để họ tư vấn, đúng không? Như thế, nên như thế. Còn thầy Thắng ở đây thì đang là cố vấn công ty chúng tôi và thầy đang có rất nhiều bằng sáng chế. Hiện nay là thầy bao nhiêu bằng ạ? Cái này chắc là 50 cái. 50 cái mọi người nhé. Đó, và rất nhiều các cái công trình thầy là thực chiến rồi chứ không phải là kiểu lý thuyết. Đấy, nên chúng tôi mời về để cố vấn cho Kisato cho toàn bộ cái phần công trình chúng tôi đang thiết kế. Thế thì thầy chia sẻ giúp em này, đây mới đang chỉ là một cái kết hợp thôi. Nó còn rất nhiều cái nữa, đúng không thầy? Đúng rồi. Đấy, nhiều phương án. Thế thì tóm lại như thầy vừa chia sẻ, đó là nếu mà chúng ta từ 10, 15, thậm chí 25 tầng thì chúng ta chỉ sử dụng phương án này kết hợp thôi. Đấy, không cần nhất thiết phải là 100% cọc. 100%. Và cái phương án mà hiện nay là tốt nhất và sử dụng cho những công trình phức tạp. Nếu là đơn cọc đơn thì cái cọc đốt kia là tốt nhất. À, tốt nhất. Rồi bây giờ lại quay trở lại đi sâu này. Và đi sâu này. Cái này mới là cái phổ chúng ta dùng nhiều nhất này. Đặc biệt là hiện nay thì những cái xu thế mà xây building trong phố khoảng 200-300 mét và xây khoảng tầm dưới 10 tầng hoặc trên 10 tầng rất là nhiều. Đây. Tức là hai hình này sẽ khác nhau một tí thôi. Dạ vâng. Trong trường hợp mà khoảng độ giới hạn là khoảng độ 10 đến 15 tầng. Vâng. 10 đến 15 tầng. 15. Thì cái giải pháp thông minh nhất. Dạ. Thường là người ta cũng có bắt được đào tầng hầm rồi. Dạ. Đấy, đây là tầng hầm rồi. Đấy, đây là tôi đã vẽ đây là tầng hầm. Và đây là cái móng bè đấy tầng hầm. Dạ. Dù muốn hay không muốn anh vẫn phải có cái bè bê tông ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà 90% các kỹ sư ấy thì cái đổ cái sàn này chỉ coi đây là cái sàn thôi và không làm việc, không phải là kết cấu, vẫn cho cọc chịu hết. Thế còn như chúng ta và tôi tin là Kisato sẽ thích cái phương án này ấy, là chúng ta sẽ chỉ có một cọc nhỏ ở đây thôi, cọc và cọc nhỏ chứ không cọc lớn. Ví dụ như ở cái nhà 173 Hoàng Thám là cọc có đến 400, đúng không? Đây một cái nữa. Đấy, nhỏ thôi. Đấy. Còn trong này là chúng ta sẽ có những cái gọi là cái tobay bằng phiếu nhựa, cái này rất đơn giản thôi, không có bị mất bản quyền gì nữa cả rồi. Bây giờ mọi người muốn dùng cái này, trước là chúng tôi có bằng sáng chế nhưng giờ nó đã hết thời hạn rồi, tức là bây giờ nó thuộc về công chúng rồi, ai có quyền dùng. Đấy. Thế thì chúng ta đưa cái tobay vào đây. Đấy. Thế thì nhờ cái tobay này, cái đất ở đây ấy, nó được tăng cường độ lên gấp 2 lần và giảm độ lún đi. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Tức là tác dụng của tô bay là cái này là tô bay. Vâng. Tô bay thì có cái chuyên đề riêng, chúng tôi cũng đã làm rồi. Vâng. Về hôm đó là tôi nhớ là anh Lương đã chia sẻ xem, đã cầm cả phiếu nhựa đưa cho người xem mà, đúng không? Đấy. Tô bay. Cái tô bay thì nó có lịch sử phát triển đến 50 năm ở Nhật và 30 năm ở Hàn Quốc. Còn chính tôi đã mang nó về Việt Nam cũng đến đây cũng đã được 20 năm rồi. Vì thế là không còn bị là con chuột bạch kinh nghiệm nữa. Thì cái cách kết hợp này là tuyệt vời nhất. Chúng ta huy động cái bè để làm việc. Và dưới cái bè này sợ đất chia tốt, chúng ta đưa tobay vào đây. Còn chúng ta chỉ cần với mỗi chân cột một cái cọc. Cái cọc này chỉ là cọc giảm lún thôi. Cái cọc này rất thú vị. Là cái chỗ này. Cái hệ số an toàn ở đây. Hệ số. Ta được lấy bằng 1. Đấy, bằng 1. Trong khi bài toán này này. Là cái hệ số an toàn này là bằng từ 2 đến 3. Đấy. Trong bài toán này cũng vậy. Cái này là hệ số an toàn từ 2 đến 3. Đấy. Tôi ở trên tôi có nói đấy. Anh tính toán ra là 200 tấn, anh dùng có 50 tấn thôi. Nó còn hệ số nhóm đấy. Đấy thì nó lạm dụng cọc. Nó quá nhiều cọc chính là như vậy. Trong khi dùng cái cọc này thì hệ số toàn là 1. Tức là sức chịu tải cọc là bao nhiêu được dùng nguyên như thế. Tại vì còn cả cái hệ bè nó cũng làm việc. Thế nên là được phép lấy như này. Đấy. Thế này là toàn thế giới công nhận chưa này. Như vậy, nếu anh không coi cái này cùng làm việc, anh có nó như bắt là cái cọc làm việc hết thì anh lại phải lấy hệ số toàn là 23. Đấy, nó lại đúng. Thế vì tại sao chúng ta không lách vào cái chỗ mà không còn là con chuột bạch kinh nghiệm nữa và thông lệ là rất nhiều rồi để chúng ta dùng cái này. Đấy này, cái này tại sao dùng 10 cọc? Bởi vì nó được hệ số toàn 1 ấy. Còn cái này là hệ số toàn 3.
trong khi đó là chẳng thể làm gì cả. Đấy, thế thì chúng ta phải nhìn cùng lúc cả ba cái hình ảnh này, chúng ta sẽ hiểu là cơ sở khoa học nào để vẫn cái móng 40-40 mà lại chỉ có 10 cọc, còn cơ sở nào thằng này 160 cọc. Đúng. Đấy, là bởi vì ông bỏ qua cái bè, ông chỉ coi cái bè là cứng thôi, còn tải trọng bắt cọc chính hết. Lấy hệ số an toàn là 3, thì nó là hiểu như này. Hệ số an toàn 3 tức là anh nó được 300 tấn, anh chỉ dùng 100 tấn. Còn bè của tôi là cái này này, nó là bao nhiêu tôi dùng tất, thì nó đã, riêng cái nó đã giảm 3 lần rồi. Đấy, tức là thêm là tôi cho cọc nó lún một số, thì đất nó nén chặt lại, tôi khai thác cái này, khai thác cái này, thì nó còn có 10 cọc. Thì tóm lại cái này không phải là quá khó, nhưng mà vì chưa ai chỉ của chúng ta một cái tường vinh, và trong nhà trường chưa dạy kiểu này. Thế thì bây giờ các kỹ sư, người ta thường nói các kỹ sư học ở trường mới học kiến thức cơ bản. Về các doanh nghiệp phải dạy thêm. Và các em nào muốn học thì hãy đến những cái chỗ học. Anh Lương có thể đăng ký một cái lớp học để dạy thiết kế cái móng đặc biệt. Tôi tin là rất nhiều em sinh viên hoặc các kỹ sư trẻ sẽ học. Thì không phải tôi đứng lớp, sẽ mời những cái chuyên gia giỏi nhất về cái học đấy mới có thể đứng lớp những câu chuyện. Tôi cũng như là một cái người hiểu biết để nói chuyện nên dùng cái này dùng cái này. Còn những chưa sâu sẽ có những người giỏi hơn tôi nữa. Nhưng họ lại khá hẹp, họ chỉ nói đúng câu chuyện đó thôi. Còn nói rộng thì có lẽ là tôi có nhiều cái trải nghiệm, tôi có thể nói chuyện một cách nó thông tin đầy đủ để mọi người cùng hiểu thôi. Thế thì mọi người có thể thấy từ cái ba cái phương án này nó đã khác hoàn toàn nhau rồi. Đấy thì cái phương án này đã giảm xuống rất là nhiều cọc nữa đúng không? Giảm rất nhiều. Đấy, hiện nay nếu mà giảm rất nhiều, giảm cả đường kính cọc xuống nữa. Thế có thể ghi ví dụ nếu mà với một cái bài toán như này thì số cọc đây còn khoảng bao nhiêu? Ví dụ nhé, ví dụ cái nhà 173 Hoàng Hóa Thám, tôi không nói địa chỉ ở đây nữa. Đó là 130 m2. 130 m2 đi. 130 m2 nhá. Nhân với 10 tầng. Mà chỉ có 12 cọc. Có 8 cọc cột, 8 cọc cột. Mỗi chân cột là một cột. Đấy. Một cọc. Rồi. Cộng với 4 cái cọc cho thang máy. Thang máy. Đúng không? Đấy. Đấy. Thế này là đấy, có 12 cái rồi. Có 12. Vâng. 130 m2. Như vậy là đúng không? Tức là 10 m2 mới có một cọc thôi. Vâng. Nó rất là kinh tế. Nôm na là chúng ta khi mix với nhau, khi chúng ta kết hợp với nhau như này thì chúng ta tận dụng những cái ưu điểm tất cả hàng. Tất cả ưu điểm đấy, và nó tổng hợp lại đằng nào cũng có tổng hợp, mình có cái này mình coi đấy này rồi. Nhưng mà một vật này không được cho vào tính toán lúc mắt anh cho vào tính toán, và cho vào tính toán thì khó hơn. Vậy. Phải hiểu biết hơn. Vậy. Nhưng hiểu biết thì học một cua nó sẽ biết thôi, chứ đúng không rồi. Phải là điều gì kỳ khủng quá không làm được. Ok em hiểu. Đấy. Thế thì mọi người thấy là từ những cái kiến thức mà thầy chia sẻ đấy thôi, và thực sự là những cái bài toán đã diễn ra cho những công trình thực tế rồi, nó đã tối ưu rất là nhiều rồi. Thay vì mà chúng ta chỉ khư và từ trước đến giờ như vậy, 90% đáng buồn là 90% các nhà thiết kế đang làm như vậy, chỉ có mỗi lạm dụng cọc. Chính xác là bây giờ là chủ nhà thông minh phải đặt đầu bài. Đúng. Tôi nghe nói là không cần nhiều cọc, tại sao vẽ nhiều cọc thế? Đúng. Lúc ấy sẽ tạo ra một sức ép. Đúng rồi. Các đơn vị mà đang thiết kế tôi lưu cũ phải thay đổi. Phải thay đổi. Thì sao thay đổi, đúng không? Thì thực ra nhiệm vụ của công ty kiến trúc Kisato chúng tôi hiện nay là chúng tôi bắt đầu từ cái việc truyền thông ra cái điều này. Đó, mọi người giống như mọi người không cần phải sâu, nhưng mà mọi người hiểu là nó đang trên thị trường có cái phương án tối ưu được. Thế thì mọi người sẽ đặt đề bài cho những công ty như vậy. Chính xác. Đúng không? Gây áp lực cho. Gây áp lực cho. Anh chỉ biết đi học đi. Đúng rồi. Học ở đâu? Ở đấy Kisato mà học. Ví dụ như thế. Thậm chí ví dụ như là nếu mà họ phản biện lại, thậm chí các bạn cũng có thể sẵn sàng đưa những cái công trình đấy. Chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Phản hồi. Vì thời tháng thì cũng đã làm việc rất nhiều những công trình lớn. Không phải là chỉ trên lý thuyết. Cái loại như này tôi làm hàng chục công trình rồi, khắp nơi rồi. Vâng. Cho nên là sẵn sàng đưa các ví dụ của các bạn. Các bạn đến từ nơi xem. Vâng. Ở đây nó chỉ là một phương án thôi. Mỗi một công trình nó lại có những cái bài toán khác nhau. Mỗi công trình cũng giống như bệnh nhân. Chẳng không nào giống nào. Không nào giống nào cả. Phải có giải pháp riêng. Thế thì cần phải có những người có sự hiểu biết chuyên sâu. Mọi người chỉ cần biết là nó đang có những cái giải pháp đấy. Và mọi người chưa tin thì chúng tôi có thể là chia sẻ những cái công trình có thể chúng tôi đã quay rồi gửi cho mọi người xem. Thực tế nó đang làm như vậy, nó đã tồn tại rất là nhiều năm rồi. Đấy, và mọi người cần phải tìm những cái đơn vị mà có khả năng tối ưu. Tại vì thực trạng hiện nay là các kỹ sư là em thấy là họ vẫn đi theo một cái lúc guồng mà họ vẫn sống được mà. Vâng. Bây giờ bắt đầu khó sống đấy, thì họ sẽ phải đi học. Và đi làm học như thế này thì thực sự nó rất là tốn kém cho chủ đầu tư. Kisato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết, thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng.
có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu, cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Gizento, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay, chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Gizento so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng, chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Gizento cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Gizento, học thực tế, ứng dụng nhanh.